Ok các anh chị các bạn, mình sẽ quay chiếc cano bằng nhôm này nha. Cano nhôm. Chiếc này nó là bề dài nó chỉ khoảng 2,5 m à, 2,5 m thôi. Bề dài nó 2,5 m, bề ngang nó là 1,2 m. Bề ngang là 1,2 m. Chiếc này nói chung là chiếc này là không có máy nha. Chiếc này không máy, chiếc này mà để cho mấy anh chị em nào mà thích vùng biển, vùng nước mặn á, đi câu chơi cho nói chung là rất là tốt. Nhưng mà chiếc này rẻ thôi các anh chị các bạn, nhưng mà tự cái tiền thuế nhập. Thân chào quý vị và anh chị các bạn thân mến. Hôm nay năm út bắt đầu nó mở cửa trở lại, cho nên mình mới vừa đi làm về, cho nên mình ghé cái chỗ mình sẽ quay vài chiếc cano cho các anh chị xem và tham khảo nha, trong những ngày, trong thời gian chờ đợi hết cái mùa dịch của Việt Nam mình nha. Ở bên Nam Úc bữa nay bắt đầu là nó hết phong tỏa rồi, bắt đầu người dân đi lại bình thường, cho nên mình cũng có chút xíu thời gian mới về đi làm xong, cho nên mình sẽ quay những cái chiếc cano giá cho các anh chị các bạn xem để tham khảo nha. Và trước mặt này mình mới là đây là chiếc cano giá cũng tương đối rẻ. Chiếc này là trị giá là 8.000 đô Úc nha. Chiếc này mình nói là chiếc này 8.000 đô Úc nha. Chiếc này có chiều dài là khoảng là 5,4 m, bề ngang nó là 1,8 m đến 2 m nha. Chiếc này có mã hiệu là XK32S đó. Bây giờ mình đang đứng trước cái chiếc cano này nha. Mình sẽ đi một vòng cho các anh chị và quý vị xem tham khảo nha. Hôm nay những cái dòng chiếc giá cũng tương đối rẻ nha. Đó mình đây. Mình bắt đầu mình đang đi bên hông nha. Mình là bên hông. Chiếc này mình nhắc lại là nó chiều dài nó khoảng là 5,4 m nha. Bề ngang nó là 1,6 m cho đến 1,8 m và xài động cơ Mercury. Mercury nha, đồng xài động cơ Mercury là 30 mã lực. Chiếc này cũng tương đối nhỏ à. Cho nên cái động cơ nó cũng nhỏ thôi. Chạy các anh chị các bạn chạy đường biển và đường sông được hết nha. Chiếc này cho nó có một cái phòng nghỉ ngơi nha. Phòng nghỉ ngơi cũng rất là đẹp nha. Đó, đây là động cơ Mercury đây. Với động cơ là 30 mã lực ha. Bề ngang nó là 1,8 m nha. Mình chính nói là 1,8 m lận. 1,8 m. Đó, 1,8 m. Bên trong nó cũng cái phòng nó cũng rất là rộng rãi nha các anh quý vị và các anh chị. Đó, mình sẽ quay chi tiết cho các anh chị các bạn xem tham khảo giá nha. Đó các anh chị các bạn thấy ha, nó zoom lại cũng bên trong đó, bên trong của nó ha, nó cũng có cái điện đàm rồi cái máy định vị ha. Đó, cái này là hộp số luôn ha, hộp số Mercury ha. Đó là control đó, nó Mercury hết toàn bộ control nha. Đó, mình quay lại cho các bạn chị các bạn xem để tham khảo. Mình nhắc lại nha, chiếc này là 5,4 m nha, bị dài 5,4 m bây giờ và bị ngang nó là 1,8 m nha. Xe động cơ Mercury 30 mã lực ha. Đó, mình đi một vòng cho các anh chị các bạn xem để tham khảo nha. Bên trong nó cũng có phòng nghỉ ngơi nha các anh chị. Mình thấy nó cũng rất là đẹp á. Chiếc này còn mới khoảng nói chung là khoảng 60-70%, nói chung là chiếc cũng sạch sẽ, nói chung là bằng composite nha. Chiếc này bằng composite nha. Chiếc này là mình nói là 8.000 đô ha, 8.000 đô Úc nha, tương đương khoảng là 145 triệu, tương đương 145 tới 150 triệu nha, tùy theo tỷ giá của mỗi ngày nha các anh chị và các bạn. Đó, mình chỉ quay sơ cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi ha. Ở trên cũng có cái máy định vị ha, máy định vị và cái máy đồng bộ điện đàm ha, tay lái ha. Đó, và đây là hộp số ha. Đây là bên trong, đây là phía sau, nó phía sau mình có hai chỗ ngồi nha các anh chị. Đó, phía sau mình có là phía sau của cái động cơ Mercury mình có được hai chỗ ngồi nha. Đó, cái chiếc cano này là 8.000, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển ha. Đó, nói chung là chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển. Đó các anh chị mà các
À, quý vị thích á, thì các anh chị cứ chụp hình và gửi lại cho mình nha. Đó, mình hôm nay mình sẽ quay một chiếc cái dòng giá cũng tương đối phải chăng, giá cũng tầm giá rẻ thôi nhưng mà cũng được, nói chung là rất các anh chị các bạn không có tiền thì chơi loại này cũng được. Mình nhắc lại là bề dài nó khoảng là 5m đến 5m4 ha, xài động cơ 30 mã lực ha. Đó, đây là chung quanh của nó đây. Đó, quay một vòng chung quanh ha. Đó, quay một vòng chung quanh. Đó, mình đi một vòng chung quanh cho các bạn, các anh chị xem để tham khảo nha. Đó, đó mình không. Nói chung chiếc này cũng được các nếu anh chị các bạn đi đường sông hay đường biển vẫn được bình thường nha. Cho gia đình nhỏ, thì một gia đình mà 4 đến chiếc này đi được 4 đến 6 người bình thường ha. Đó, bên trong của nó ha, bên trong cũng rất là sạch sẽ nha. Đó, bên trong rất là sạch sẽ. Đó, đây là cái tay lái của nó đây. Tay lái ha. Nói chung là mình thấy chiếc này cũng vừa túi tiền các anh chị và các bạn, vừa túi tiền mình chơi, nếu mình có túi tiền nhiêu mình chơi nhiêu đó. Nói chung mình thấy cũng ok lắm á. Đó, mình quay nói chung là quay tạm thấy cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi. Đó, phía sau của nó là đó, phía sau mình có thể ngồi được ha. Chiếc này mình ngồi từ 4 đến 6 người được nha. Bên trong có cái phòng nghỉ ngơi được ha. Nó có 4 cái lỗ, đây có 4 cái lỗ để mình thắt cần câu ha. Có 4 cái cần câu. Đó. Mình thấy cũng đẹp đó các anh chị. Nói chung mình thấy cũng còn tương đối khoảng 60-70% lận. Giá tiền cũng tương đối phải chăng. Khoảng 145 đến 150 triệu thì Việt Nam mình ha. Đó, đây là chiếc đầu tiên nha, chiếc thứ nhất ha. Hôm nay mình về sớm chút xíu cho nên mình quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo. Cũng lâu rồi, 2 tuần nay mình không có đi quay cho các bạn anh chị các bạn xem vì bên đây nó bị giống như phong tỏa đó, cho nên là mình cũng không có thời gian nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên của thành phố mình đang ở là nó mở cửa trở lại, hết phong tỏa, là chính phủ hết phong tỏa, cho nên là mình cũng tranh thủ thời gian, ít thời gian đó. Mình sẽ quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo những cái dòng cano giá cũng tương đối rẻ và tạm thời ha. Đó, đây là tất cả những cái dòng cano mình đang có hiện tại bên đây nha. Đó, mình xin nhắc lại cái động cơ là Mercury 30 mã lực ha, chiều dài nó là 5m đến 5m4 ha, bề ngang nó là 1m8 ha, 1m6 đến 1m8 ha. Đó, nói chung là chị đại khái nó là như vậy nha các anh chị và các bạn. Đó, rồi mình xin kết thúc cái video clip ngày chiếc cano giá rẻ hôm nay ha. Đó, rồi cảm ơn các anh chị các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình và nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những cái video mới nhất ha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều và các bạn cũng đừng quên là nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mùa dịch của mình rất là căng lắm nha các anh chị các bạn, nhớ đừng có đi ra đường nhiều nha. Cái chủng Delta này mới rất là nguy hiểm cho bản thân mình và cho cả gia đình mình đó nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều đã xem cái video, đây là cái video thứ nhất ha. Mình sẽ quay thêm một chiếc nữa rồi mình sẽ cho các bạn xem tham khảo giá nha. Chủ yếu là các bạn xem tham khảo, các bạn anh chị em nào đồng ý thích đó, thì cứ gửi qua email hoặc là Zalo cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn. Ok anh chị và các bạn, mình quay tiếp chiếc thứ hai cho các anh chị các bạn xem để tham khảo giá nha. Xin lỗi các bạn anh chị nha, bên đây nó hơi ồn chút nha, mình đang ngoài đường á cho nên hơi ồn khắc quá, các anh chị các bạn thông cảm nha. Đó, mình chiếc là cái này là chiếc thứ hai nha, mình đang đứng trước cái mũi của chiếc thứ hai đây. Đó, chiếc này là nó có chiều dài cũng là 5m 5m rưỡi ha, 5m đến 5m rưỡi. Chiếc này cũng rất là chiếc bằng nhôm nha, chiếc bằng nhôm cao cấp ha, cái lường là bằng nhôm nè. Đó, chiếc bằng nhôm ha, chiếc này là bằng nhôm. Chiếc này cũng giá cũng tương đối hôm nay rất là rẻ chứ nha các anh chị các bạn. Chiếc này là giá chỉ có 15.000 thôi. Đó, 15.000 đô ha, 15.000 đô Úc nha. Đó, chiếc này nó Starter 439, chiếc này là 15.000 đô Úc thôi, với xài động cơ là Johnson. Đó, động cơ Johnson
động cơ dân sinh là 50 mã lực ha. 50 mã lực, động cơ dân sinh 50 mã lực. Đó, chiếc này là bề ngang nó có tới khoảng là 2m2 lần ha. 2m đến 2m2. Và dài là 5m đến 5m4 ha. Đó, 5m đến 5m4. Đó, mình đang đi phía trước đó này. Đó, chiếc này nó cũng có đầy đủ nha, có bồ đàm, nó có chiếc này nó không có bồ đàm. Chắc có bồ đàm chứ. Có bồ đàm. Và có luôn cái máy định vị ha. Đó. Bên ở dưới thì nó có cái có cái chỗ mình để đồ phao rồi đại khái, để đồ những cái mấy cái áo phao rồi đại khái. Ha, đây là cái tay lái của nó đây. Đó, tay lái. Đó, tay lái ha. Đó, tay lái đây. Cái control cái hộp số ha, số tới lùi ha. Đó. Đó, nói chung là chiếc này cũng còn nó bằng nhôm cao cấp nha các anh chị các bạn. Chiếc này nó bằng nhôm, lường bằng nhôm cao cấp ha. Thấy nó cũng còn mới lắm, còn khoảng 70-80% mới lận. Đó, mình chỉ quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo giá ha. Chiếc này mình nói là nó là 15.000 ha, 15.000 đô Úc nha. 15.000 đô Úc thì tương đương nó khoảng là mình coi nó là 15.000 thì khoảng là 230 triệu ha, khoảng 230 triệu, 230 đến 235 triệu. Nói chung là 230 đến 235 triệu. Nó mình nói nó đơn giản cho nó dễ nhất là 15.000. Các bạn cứ nhân cho 18 đi, đô la của Úc mình hiện tại khoảng 18 hoặc là 18 hơn hoặc là 18 có khi 17 ha. Nó mình chứ nói chung là chỉ phỏng chừng vậy thôi nha, khoảng như đó nha các anh chị các bạn. Đó, các bạn cứ nhân lên là 15 nhân cho 18 thì nó ra con số ha. Đó, đây cái đuôi ha. Đó, bên đây mình để phía là mình vô phía trong cho các anh chị các bạn xem. Đó, bên tay lái đó là bên tay lái nè, bên kia có cái định vị ha. Đó, cái định vị đây, định vị. Rồi, tay lái đây, bên trong nó có cái chỗ mình để đồ nha các anh chị các bạn. Chiếc này phía sau là mình có hai cái chỗ ngồi ha. Ở dưới thì nó xài bằng thảm nha. Ở dưới nó bằng thảm. Đó. Chiếc này mình đi có thể được 8 đến 10 người nha, 8 đến 10 người. Phía trước thì nó có hai cái băng ghế nè, hai cái băng ghế ngồi phía trước chung với tài công ha. Đó. Đó, mình quay chung quanh nha các anh chị các bạn xem để tham khảo nha. Đó. Mình đi bên hông nè. Phía bên hông ha. Mình thấy chiếc này cũng còn rất là sạch sẽ nha, rất là mới nha các anh chị. Đó, chiếc này rất là đẹp luôn á. Chiếc này là mình nói là 15.000 đó. Nó có lường bằng nhôm ha. Lường bằng nhôm cao cấp nha. Nó có lường bằng nhôm ha. Chiếc này rất đẹp, chiếc này mà đi biển hay đi cả gia đình, nếu một cái gia đình 8 đến 10 người dư sức nha các anh chị các bạn. Mình thấy chiếc này cũng được. Cũng giá cả cũng tùy theo túi tiền của anh chị các bạn thôi. Hôm nay có những cái dòng mới cho nên mình sẽ quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo vậy thôi. Đó, mình đi một vòng nữa rồi mình sau đó mình kết thúc cái video nha. Đó mình sẽ mấy con còn mấy chiếc kia cái bên đó là mình đã quay rồi cho nên mình không quay nữa nha. Hôm nay có hai chiếc này nó hơi mới chút xíu thì mình sẽ quay thôi. Đó mình quay một vòng nữa rồi mình sẽ xin kết thúc cái video nha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn anh chị nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình. Chúc các bạn và gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Và cũng đừng quên là các anh chị các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình nha. Đang mùa dịch đó cho nên rất là nguy hiểm nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video nha. Rồi, mình xin kết thúc cái video nha. Thân chào các anh chị các bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc nha. Thân chào. Chiếc này nó có trên đây nó có cái mui nha các anh chị, cũng rất là đẹp lắm. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các anh chị các bạn mình sẽ quay chiếc cano bằng nhôm này nha. Cano nhôm. Chiếc này nó là bề dài nó chỉ khoảng 2,5 m à, 2,5 m thôi. Bề dài nó 2,5 m, bề ngang nó là 1,2 m. Bề ngang là 1,2 m. Chiếc này nói chung là chiếc này là không có máy nha. Chiếc này không máy, chiếc này mà để cho mấy anh chị em nào mà thích vùng biển, vùng nước mặn á,
đi câu chơi cho nói chung là rất là tốt. Nhưng mà chiếc này rẻ thôi các anh chị các bạn, nhưng mà tự cái tiền thuế nhập khẩu này, thuế vận chuyển nó về thì nó hơi mắc chút xíu, cho nên mình chỉ quay cho các bạn anh chị và các bạn xem để tham khảo giá thôi. Đó, chiếc này mình nói là nó là khoảng 2,5 m à, nó bị dài nó 2,5 m, bị ngang nó 1,2 m đến 1,3 m thôi. Đó, chiếc này nói chung là mình thấy nó cũng đẹp, cho mình để đo mình nghĩ chắc nó là 3 m chứ, 3 m độ lại ha, nói chung là 2,5 m đến 3 m nó cỡ đó thôi. Chiếc này rất là rẻ các anh chị nha các bạn, chiếc này 1.500 đô Úc thôi, 1.500 đô Úc, không có mấy nha các anh chị. Chiếc này là còn mới tới 95% nha, còn mới tới 95% luôn. Chiếc này nói chung là chiếc này mình đi được coi rồi, nó ghi được bao nhiêu, nó ghi đi được khoảng 4 đến 6 người nha. Chiếc này mình đi được khoảng 4 đến 6 người, nếu nó bằng nhôm cao cấp lắm, rất là tốt luôn nha. Nghĩ ra nó hơn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coi như là 1,4 m lần các bạn, bề ngang nó khoảng 1,4 m lần, bề ngang mình nó cái chiếc này bề ngang nó 1,4 m là dài, nó coi như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à, nói chung là chiếc này là khoảng 2,7 m, 2,7 m các anh chị. Mình đo bằng cái gang mình khoảng hơn 2 tấc đó, thì nó là 1,7 m, nó là hơn 2,7 m, khoảng 2,7 m, bề dài nó là 1,4 m, bề ngang 1,4 m, xin lỗi các anh chị. Đó, mình quay cho các bạn anh chị xem để tham khảo giá thôi. Tại vì chiếc này mà gửi về Việt Nam nó thuế mắc lắm, chiếc này mà thật ra giá thì nó có 1,5 m thôi, nói chung là khoảng 25 triệu thôi, 25 triệu, nhưng mà về tới Việt Nam nó lên tới cả 100 triệu rồi. Đó, cho nên mình chỉ quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo giá thôi, chứ cái giá bên đây thì nói chung là bán rất là rẻ. Thuyền chiếc này còn mới khoảng 95% lần nha, mà nói còn mới tới 95% luôn. Đó, nói chung là chiếc này đẹp lắm, rất là đẹp. Đó, bên đây là nó, chiếc này trọng tải nó là 312 kg nha, 312 kg. Đó, ở đây nó có ghi nha các bạn, ở đây có ghi cái ghề số người mà đi được 2 đến 4 người nha. Chiếc này nó làm tại nước Úc luôn nha các anh chị. Đây là cái bảng, đây là cái ghi, nó có ghi hết ha, làm nước Úc ha. Đó, cái này thì mình có thể gắn cái máy 10 15 mã lực đi được ha. Nó có ghi chiếc này khoảng 15 mã lực là đi được rồi. Chiếc này mình gắn cái máy ngoài 15 mã lực, 10 đến 15 mã lực là đi được 2 đến 4 người ha. Đó, mình quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi, chứ chiếc này mà mua thì nói chung là gửi về thì phí lắm, tiền vận chuyển không nó cũng hơn 50-60 triệu rồi. Cho nên là thôi, để mình cho các bạn anh chị các xem để tham khảo thôi, chứ không có gì nha các anh chị. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Thôi, bây giờ mình cũng đi về rồi, bên đây trời nó gió lạnh quá các anh chị đó, cho nên mình phải đi về rồi. Chúc các bạn và gia đình ăn tối thật là ngon nha. Rồi, cũng đừng quên là nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất nha. Sắp tới mình sẽ đến cuối tuần này mình sẽ tranh thủ quay vài cái clip cho các anh chị xem để tham khảo nha. Rồi, chúc các bạn và anh chị và vui vẻ và hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nha. Rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị nhiều. Thân chào, xin lại hẹn gặp lại sau. Đó, mình đi kết thúc, đi một vòng nữa rồi mình kết thúc nè. Đó, mình đi một vòng, quay một vòng cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi nha. Rồi, vậy nha. Cảm ơn các bạn anh chị nhiều. Bye bye. Hẹn xin lại hẹn gặp lại sau.